và các bạn thân mến, những khi tâm trạng không được thoải mái thì Tuyết Vinh thường có thói quen là sẽ đi mua hoa tươi về để cắm. Nhìn ngắm những bông hoa tươi tắn như thế này, chắc chắn là tâm trạng mình sẽ cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng làm sao để giữ chúng được lâu bền? Ngày hôm nay trong chuyên mục Kỹ năng cuộc sống, Tuyết Vinh và anh Bảo Nam Lavender sẽ chia sẻ với quý vị một vài bí quyết nho nhỏ để giữ hoa tươi được lâu hơn. Quý vị cùng theo dõi nhé. Chào anh Nam. Chào Vinh. Dạ. Rất vui là ngày hôm nay Tuyết Vinh lại được gặp anh Nam trong chương trình. Nhớ lần trước thì anh Nam đã tư vấn cho Tuyết Vinh cũng như là quý vị khán giả cách để chọn hoa và tặng hoa sao cho hợp lý. Thì có rất nhiều khán giả cũng như là Tuyết Vinh cũng cảm thấy thắc mắc là khi mà mình đã có một lẵng hoa như vậy rồi, rất là đẹp rồi, thì làm thế nào để mình bảo quản cho hoa được lâu hơn? Bí quyết nằm ở đâu hả? Ngày hôm nay thì Nam sẽ chia sẻ với Vinh một số cái cách mà giữ hoa lâu hơn, hoặc là bí quyết sẽ được bật mí ngay lúc này. Dạ. Là chúng ta sẽ chia làm hai phần, lúc mua hoa về và lúc chưng hoa như thế nào. Thì khi mới mua hoa về thì chúng ta có cái khâu là xử lý hoa. Tất cả các loại hoa thì mình phải được lặt sạch lá hoặc là vệ sinh cái thân cho thật là sạch sẽ. Dạ. Trước khi mà chúng ta cắm vô bình. Nếu các bạn mua hoa hồng, đó là thân gỗ, tại vì cái thân nó rất là cứng thì cái hoa, cái thân này nó sẽ hút nước rất là nhiều. Còn một số loại như là như giống như hoa đồng tiền nè, thì cái thân nó mềm lắm, mình bóp nên nó có thể bể được. Như đó là hoa thân cúc, nước. Thân dạ. nước. Thì những cái hoa này hạn chế, mình để nước nó ít thôi. Có một công thức chung dành cho tất cả các loại hoa, đó là một muỗng giấm, dạ. một muỗng đường và một muỗng thuốc tẩy, một muỗng cà phê nha. Dạ. Như vậy một muỗng canh. Làm pha cho một lít nước và mình dùng cái hỗn hợp đó để chăm sóc tất cả các loại hoa. Để Vinh nhắc lại với quý vị khán giả cái bí quyết mà anh vừa chia sẻ thì để nhớ lâu hơn là một muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê giấm và một muỗng cà phê nước tẩy, tức là Javen đó. Đúng anh rồi, hả? Nước tẩy Javen và pha cho một lít nước. Pha cho một lít nước. Và Vinh nhớ là khi mà mua hoa về, mọi người thường hay cắt ở dưới gốc hoa và thường là cắt xéo. Thì không biết là tại sao mình phải cắt xéo như vậy anh? Cắt xéo thì có nghĩa là cái diện tích cái gốc đó, nó sẽ được nhiều hơn so với là mình cắt bằng, và nó sẽ hút nước rất là nhanh. Riêng với hoa sen, Vinh mua hoa về và cắt chéo gốc để hơ trước cái đèn cày khoảng 5 giây ha. Thì cái nước ở trong cái thân cây á, nó sẽ không có thoát ra ngoài và hoa sẽ để được rất là lâu. Khi mà mình cắm hoa vào trong bình á, thì phải cắm như thế nào để hoa nó được lâu hơn anh? Ví dụ như là thường Vinh mua một bó về có thể cắt gốc và sau đó cắm cả bó vào trong bình. Như vậy có hợp lý không? Như vậy là không hợp lý, tại vì Vinh phải sắp cái hoa cho nó bằng lại. Nếu mà bạn sắp bằng lại á, thì nó sẽ đẹp hơn và nó gọn hơn. Chỉ riêng hoa lan á, là mình sẽ cắm một bình khoảng 5-6 cành thôi là đủ rồi. Và mình để cho nó thoáng ra. Cái cánh hoa nó tránh tiếp xúc với nhau, tại vì nó càng dày mà nó càng tiếp xúc với nhau nhiều quá thì cái cánh hoa nó sẽ rất là mau nhập. Hoa ly ở đây thì mình phải lặt cho thật là sạch lá, mình không nên để lá lại, tại vì nếu mình lặt hết lá thì cái hoa nó sẽ ra rất là tốt, cái bông nó sẽ to hơn. Riêng hoa ly là mình phải lặt lá. Thông thường thì Tuyết Vinh thấy ở nhà mọi người vẫn phải để lá để cho nó đẹp. Đúng rồi, đây là cái kinh nghiệm ở tiệm hoa chia sẻ cho mọi người, tại vì khi mà cái hoa nó sẽ rất là chất lượng, nó nở ra chất lượng, thay vì cái thân này nó sẽ nuôi cả lá thì bây giờ nó sẽ tập trung nuôi hoa thôi, nó không có nuôi lá nữa. Dạ. Thì cái hoa nó sẽ ra rất là to. Khi mà mình đã cắm hoa vào trong bình rồi á, thì cái quá trình để mình bảo quản hoa là rất là quan trọng. Thì việc thay nước phải chú ý điều gì ha? Thì khi mình thay hoa thì cái hoa nó sẽ để riêng lên trên cái bình, và hoa nó không có nằm tiếp tới mặt bàn thì nó sẽ không có dập. Rồi mình sẽ rửa cái bình cho thật là sạch và đổ nước vào, cứ theo cái công thức như vậy. Cái lượng nước ngày đầu tiên lúc nào nó cũng rất là nhiều, sau cái ngày đầu tiên thì nên ít hơn. Dạ. Hôm trước một tí xíu. Tại vì khi mà hoa nước nó đã vô nhiều cái cánh hoa rồi thì cái hoa nó đã hấp thụ hết, thì ngày thứ hai mình nên giảm lại để cho cái tuổi thọ nó kéo dài lâu hơn. Và mỗi ngày phải thay một lần để cho hoa nó có dưỡng chất. Đó là việc mà chúng ta thay nước. Thế còn vị trí để đặt hoa thì chúng ta nên đặt ở phòng khách, để những nơi nào mà nó thoáng và nó không có nhiều cái sự tác động của môi trường xung quanh. Nhưng mà Tuyết Vinh thấy là có rất là nhiều chị em phụ nữ thích là đặt hoa trong bếp để khi mà mình nấu ăn á, mình sẽ thấy cảm thấy không gian nó dịu dàng hơn chẳng hạn, hoặc là có nhiều người thích để ở bàn làm việc ngay cửa sổ của mình á, thì cái điều đó nó có tốt hay không? Bạn nên để hoa trên nhà bếp á, trong nhà bếp là khi bạn đã nấu ăn xong rồi, hoặc là trên bàn ăn á, thì nó sẽ rất là tốt. Chứ còn khi mà mình nấu ăn á, thì nó sẽ có rất là nhiều mùi tỏa ra, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái quá trình tuổi thọ của hoa. Còn nếu bạn để ở cửa sổ thì ánh nắng mình tiếp xúc qua nhiều á, nó thấu qua cái kính thì sẽ làm cho hoa nó nóng hơn. Một bí quyết nữa mà một người bạn đã chia sẻ với Tuyết Vinh là không nên để hoa tươi bên cạnh một cái giỏ trái cây. Tại sao lại như vậy ha? Trái cây nó sẽ sản sinh ra khí hydro và nó sẽ tác động tới hoa.
nó làm cho hoa nó mau héo hơn và trái cây nó cũng mau chín hơn. Thì chúng ta tránh tiếp xúc hai cái loại này, mặc dù chúng rất là đẹp khi mà kết hợp với nhau. Dạ. Và tôi tin chắc đó là một cái bí quyết rất là hay mà quý vị khán giả cần phải lưu ý. Nhân đây thì chắc là sẽ nhờ anh Nam có thể chia sẻ cụ thể hơn, ví dụ như những cái loại hoa mình đang có trên bàn đây thì mình phải cắm hoa như thế nào và mình bảo quản cụ thể như thế nào để cho nó được lâu hơn ạ. Riêng với hoa lan thì chúng ta nên cắt chéo gốc, và một bình thì mình để khoảng 5 cành thôi. 5 cành thôi. Và những cái hoa mà nếu mà cái hoa nó có cái độ dài, chiều dài á, thì mình để cho nó về một phía, nó sẽ tạo được cái đường cong cho cái bình hoa. Hoa thạch thảo thì khi mà bạn cắm vào bình thì bạn phải lặt sạch tất cả các loại lá trên cành đó. Yeah. Và bạn chừa một cái khoảng không gian ở dưới này nè, thân á, nó phải thật là sạch sẽ và cắt chéo gốc. Thì cái hoa thạch thảo này là phải thay nước thường xuyên. Với hoa đồng tiền thì mỗi ngày khi mà thay nước là phải đều chú ý là phải cắt gốc và để ít nước thôi. Ít nước, khi nào bạn thấy hết nước thì mình sẽ châm thêm. Với hoa mẫu đơn mình sẽ thay nước hàng ngày để cho môi trường thật là mát. Nếu mà nóng quá thì mình có thể thêm một ít đá vào, và không nên đụng vào cái hoa. Tại vì nếu bạn tiếp xúc vào cái hoa, đụng tay vào thì hoa nó sẽ bị gãy cánh. Các loại hoa cúc thì mỗi lần thay nước á, mình sẽ lặt bớt lá héo đi. Khi mình mới mua về thì mình lặt một số để lá ở lại trên này. Cứ hàng ngày mình thay nước thì mình sẽ lặt bớt những cái lá héo đi thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Riêng với hoa hồng thì các bạn nên mua những cái loại hoa hồng mà nó có cái xoáy nhiều ở giữa, là cái cánh nó nhiều. Tránh mua những cái loại hoa mà nó búp. Tại vì búp thì nó không có đủ ngày tuổi thì nó chưa có nở được. Và mình xếp cái hoa hồng nó bằng lại. Nếu mà để sau le thì cái hoa nó tiếp xúc với cái lá thì cái lá nó sẽ làm cho cái hoa nó bị dập. Dường như là cái việc mà mình cắm hoa xong rồi thì mình phải bảo quản và chăm sóc hàng ngày nữa thì hoa nó mới đẹp và lâu bền được, đúng không anh? Đến đây thì anh Nam còn có bí quyết gì hoặc là những lưu ý gì muốn chia sẻ với quý vị khán giả được không ạ? Quý vị khán giả khi mà mua hoa về thì cái điều đặc biệt nhất là phải vệ sinh cái thân hoa thật là sạch sẽ. Và quan trọng nhất, hoa cũng giống như con người đó, chúng ta cần phải được chăm sóc, nâng niu. Nhưng người thì mỗi ngày phải uống nước thì hoa nó cũng như vậy. Thì cũng phải thay nước rồi cho nó thì nó mới để lâu được. Cảm ơn anh Nam rất là nhiều ngày hôm nay đã dành thời gian để chia sẻ với Tuyết Vinh những bí quyết rất là hay. Và đặc biệt là còn bật mí những công thức rất riêng của anh nữa. Và thưa quý vị, hy vọng là với những bí quyết mà anh Nam vừa chia sẻ thì quý vị khán giả đã biết cách để bảo quản bình hoa trong gia đình của mình được lâu hơn, để cùng thưởng thức và cũng như có thể chia sẻ bí quyết nho nhỏ này với những người bạn thân quen của mình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.